trong tiếng Anh không á, nó sẽ có don't, doesn't và didn't. Thế khi nào sử dụng don't, doesn't và didn't? Chúng ta hãy cùng học bài học ngày hôm nay nha. Six of the sentences have a missing word. Trong 8 câu này thì sẽ có 6 câu nó thiếu một từ. Write the missing word in the correct place. Cái câu nào thiếu thì mình sẽ bổ sung vào vị trí thích hợp. Các bạn hãy bấm dừng và làm bài tập này trước khi các bạn xem tiếp nhé. Các bạn có câu trả lời chưa nào? Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Number one, she not like playing computer games. Câu này là chưa chính xác. She doesn't like. She doesn't like playing computer games. Number two, my parents not live in the city center. Wrong. My parents don't live in the city center. Number three, I did not go to the beach last weekend. Câu này đúng nha. Number four, my teacher not come to class today. Wrong. Ngày hôm nay, vẫn là ngày hôm nay nhưng mà có thể là cái giờ trước đó rồi, đã qua rồi có đúng không? My teacher didn't come to the class today. Number five, we did not in a hotel last year. Câu này sai, vì sao vậy? Không có động từ. We did not gì động từ đâu. Did là trợ động từ mà, thế là động từ đó. Stay. We did not stay in a hotel last year. Number six, my sister didn't study at university. Câu này đúng. Number seven, you not start work early yesterday. Yesterday là ngày hôm qua, là quá khứ rồi. Thế là nó sẽ như thế nào? Did not hoặc là didn't start work early yesterday. Number eight, he not pass his driving test. He didn't pass his driving test. Trong tiếng Anh khi mà mình phủ định, mình nói không thì chúng ta sẽ có từ not. Nhưng mà not nó không có đứng một mình để nó đủ phủ định cái ý nghĩa của câu. Nếu trong câu có động từ thường thì not phải đi với trợ động từ. Trợ động từ đó có thể là do, trợ động từ đó có thể là does, trợ động từ đó có thể là did. Và tất nhiên khi mà có trợ động từ thì trong câu phải có động từ thường nha. Khi nào đi với do, chủ ngữ là I, we, you, they. Khi nào đi với does, chủ ngữ là he, she, it. Khi nào là did, khi mà quá khứ đơn trợ động từ did thì dùng cho tất cả những chủ ngữ đều được hết. Chúng ta coi câu đầu tiên, she, not, thiếu gì? Chúng ta có động từ thường thì mình phải mượn trợ động từ là does. She does not like, hoặc là she doesn't like playing computer games. Cô ấy không thích chơi game điện tử. Yes, sự thật dùng hiện tại đơn. Number two, my parents so nhiều, nên chúng ta mượn trợ động từ là do. Do not là don't, động từ thường đây nha. Nhớ mượn trợ động từ là phải có động từ thường. Ba mẹ của tôi không sống trong trung tâm thành phố. Đây là một sự thật. Và đó là thì hiện tại đơn. I did not, động từ thường đây. Yes, did not. Hoặc là I didn't. Người ta ghi đầy đủ là did not. Thế câu này đúng rồi. Vừa có trợ động từ, vừa có động từ thường. Last weekend là mình biết là về quá khứ. Number four, my teacher, động từ thường đây. Thế not nó đứng một mình, nó thiếu trợ động từ rồi. Teacher là số ít. Mình hiểu đây là quá khứ. Giáo viên của tôi đã không đến lớp ngày hôm nay. Thế mượn trợ động từ did not là didn't. My teacher didn't come to class today. Và chúng ta có không có trợ động từ, mà đây chúng ta lại thiếu động từ thường. Thì chúng ta cần động từ thường. Chúng tôi đã không ở trong một khách sạn năm rồi khi mà chúng tôi đi du lịch. My sister, câu này đúng. Vừa có động từ thường, vừa có trợ động từ. Em gái của tôi đã không học đại học. Và tương tự như vậy, chúng ta có động từ thường thì cần trợ động từ. Hôm qua thì trợ động từ chúng ta mượn did không, là did not, hoặc là didn't. Và tương tự, chúng ta có động từ thường thì chúng ta cần trợ động từ. Cái ý nghĩa của câu này rõ ràng là về quá khứ mượn trợ động từ did. Didn't pass his driving test. Thế bây giờ các bạn đã biết cách nói không trong tiếng Anh chưa? Chúng ta phải có từ not, và đôi khi nó đi với does, với do,
và did để nó có don't, doesn't, didn't. Và đây chỉ là thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn thôi. Khi chúng ta học lên cao những cái thì khác thì dựa vào cái công thức thì mà chúng ta sẽ có cái cấu trúc nó khác hơn một chút. Nhưng mà người mới bắt đầu, đặc biệt là với trình độ sơ cấp, thì hai thì quan trọng nhất đó là hiện tại đơn, quá khứ đơn. Chúng ta phải nói và viết được thì mình mới có thể học lên trên cao. Và bài học này là một phần nhỏ được trích trong lộ trình A1. Nếu các bạn muốn thật sự giao tiếp, nói và phản xạ được thì các bạn hãy đăng ký lộ trình A1 chuẩn châu Âu để mình có thể luyện tập thêm và có thể nói cũng như là phản xạ được tiếng Anh. Từ đó các bạn sẽ có thể nhớ từ vựng và vận dụng được ngữ pháp ngay từ bài học đầu tiên nhé.